Làm sao mà tôi biết được? Không thể thôi. Nhưng thật sự có việc đây gì? Có gì đáng quan tâm không? À, quý. Đừng để gắt con. Tất cả là của anh đó. Tài con nữa mà chứ. Không lẽ anh cứ để bỏ thiệt mà. Chứ bọn nhân mà đã thấy rất là quan là không biết lo gì đó. Này nó dụ nó có cỡ như đây nó lại là bởi vì thích không khóc rồi mới bỏ cái đó đi nữa sao cũng như là chị ra ngoài có thể bị chút gì người mới mua đó thôi quay hả tôi chỉ mua cho cả chứ không biết có chịu hay không chị ra mong chị hồi nãy cũng thấy mẹ bỏ đây xong rồi mới bỏ đây mà đúng rồi nhưng mà chị con quay thì mẹ cũng phải bỏ vô chứ bỏ thay đồ gì đâu giữ gì muốn cái này đừng bỏ hình gì được rồi thay phí này vô để phí giờ không chảy ra luôn mới dính là được anh thay xong chưa được rồi ít thầu vừa vừa nhưng mà trả cho cái gì mà đều ra được cho thêm vài miếng dưa được được sao nó đủ phòng có chuyện nhẹ nhàng hơn như vậy người ta sẽ càng nể kêu cô lỗi thì đổi đi sao nói lời nào cũng cọc cào quá vậy lọt thơm mà khó tính như vậy thì đâu ai dám tính gần đâu đó chắc là phó trưởng phòng giận gì ngày hôm đó bị ướt chứ gì xin lỗi ngày độc thân không phải là ngày độc thân mà là